Rồi, hello mấy anh em nha. Bữa nay thì em lên một cái con hàng rất là quý anh em. Xe này không mua xe gì giờ nữa bạn. Gần Tết rồi mà có một chiếc xe mà dọn sẵn như thế này mà đẹp keng xà beng như thế này mà không chơi là cũng tiếc lắm nha anh em. À, cái sự tình cái chiếc xe này nó cũng rất là hy hữu nha anh em. Anh trai mới vừa dọn xong luôn. Do giờ thì cái công việc của ảnh bên nước ngoài nhiều quá anh em, không có về Việt Nam. Thành ra không có sử dụng chiếc xe này nhiều nên thân chia lại. À, thân chia lại của anh trai ha, à, tại chiếc xe này là hồi xưa thân dọn nên thân thu luôn ha. À, hồi đó mà mua chiếc xe mà zin đẹp như thế này thì nó cũng phải tầm ba mấy triệu anh em. À, sau khi mà dọn xe full hết dàn phụ tùng thêm hơn 30 nữa anh em. À, tính ra nếu mà chiếc xe này anh em chơi là ngại tầm khoảng 20 triệu có nha anh em. Toàn bộ 100% là đồ xé bịch hết nha anh em ha. Xe này dọn đồ xé bịch hết, dọn như chiếc xe thùng anh em. Anh em coi cặp bửng mở gà vậy, nó đẹp đã dữ lắm, đã luôn anh em nè. Cặp bửng mở gà nè, hồi đó em mua cũng xăng cũng cực lắm anh em. À, dọn full chiếc xe này hồi đó là tính đâu gần 40 anh em đó. Mà do cái tính chất công việc của ảnh không có ở bên Việt Nam mình, không có thời gian sử dụng. À, sau này về ở Việt Nam mở luôn luôn thì chắc tới đó anh dọn một con nữa sao nha anh em, chứ đẹp cỡ này mà bỏ nhà cắt chùm mền không thì nó cũng tiếc ha. À, thân nói lấy chiếc xe này lại là muốn chia sẻ cho những anh em nào mà đang thật sự thích cái dòng xe rim Thái nha. À, thật sự thích cái dòng xe rim Thái này, mua về trải nghiệm chơi nha anh em. Con này là không còn gì để bàn nữa nè, các bạn xem chi tiết bên trong nữa ha. À, mới lăn bánh vài trăm km thôi đó, dọn full như xe thùng luôn, mới lăn bánh vài trăm km thôi nha các bạn. Đây chi tiết dàn chân phía trước này ha. Toàn bộ ốc tán này là thân hồi đó là thân sử dụng là thân xài ốc xé bịch mới hết 100% nha anh em. Đó, vỏ trước sau vỏ của gai của ghim luôn nha anh em. Kính này là kính xịn luôn nha các bạn, kính xịn luôn, kính này cũng gần cả triệu một cặp đó anh em. À, kính xịn luôn, toàn bộ xe này là đồ xé bịch đồ xịn hết. À, chi tiết thì thân sẽ liệt kê lại cho các bạn thêm một cái phần danh sách dọn chiếc xe này để những anh em nào mà người ta đang muốn sở hữu chiếc xe này anh em có thể tham khảo luôn nha. Về phần cái list đồ, à, ví dụ như mấy cái chi tiết hạng mục bên trong bên ngoài ha, ngay cả cái yên luôn nha anh em. Yên này là yên đế sắt của Kim Thái luôn nha anh em, yên không cũng gần 2 triệu á. Dàn đồ này khủng lắm. Đây chi tiết bên trong nữa bạn, xe dọn ra rồi thì anh không có sử dụng, anh đậu trong nhà không anh em, đậu chân trong nhà không. À, thành thử ra cái chắc xe nó còn rất là phê anh em đó. À, chi tiết bên cặp tay này ha, thằng ngoài anh em mình cùng xem nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Tem tem zin luôn nha anh em, tem zin luôn, thông số rồi cái thứ là đầy đủ hết nha anh em. Ổ khóa trước khóa sau là hãng luôn. Xe này thì hồ sơ giấy tờ Trang đang rút cầm tay luôn, con này rút về cho em đứng tên luôn nha anh em. Đó, các bạn nào mua thì mình sẽ chuyển dùng sang tên hợp lại với các bạn luôn nha. À, phía sau này thì thân đi một cái cặp phuộc rim Thái mới luôn nha anh em, xe bịch luôn, cây bô hãng luôn nha anh em. Đó, bô hãng TSI 2543 đúng chuẩn luôn. Đó, các bạn xem ha, toàn bộ đồ xe bịch hết. À, chân chống đứng, chân chống nghiêng, gác máy, cần số, giò đạp, cần thắng rồi đó là full mới hết nha anh em. Còn phía trước thì cùm công tắc đồng hồ rồi ha. À, bao tay, tay thắng, ổ khóa đồ nữa là toàn bộ là đồ mới hết. Tổng cái chi tiết đồ là gần 50 món nha anh em ha. Dọn xong chiếc xe này hầu như là không giữ lại cái gì món zin hết. Hồi đó là về là chỉ giữ lại cái phần dàn ngoài, ví dụ như sườn ha, rồi phuộc thôi anh em, phuộc trước thôi. Còn lại là tất cả là thân thay mới hết nha anh em. Bạn nào chơi được chiếc xe này rất là đã nha. À, còn cái giá mà thân mong muốn chia sẻ lại cho anh em là giá 45 triệu nha. Bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ sớm với em nha. Thật sự cầm 45 triệu mà ngày hôm nay mà anh em mua chiếc Kim Thái về anh em tự dọn là chưa đủ tiền dọn luôn nha bạn. Nếu mà thật sự cái dàn đồ giống như chiếc xe này ha, full tất cả những chi tiết mà tập hợp được một cái một trên chiếc xe này gì mà anh em nói dọn không dưới giá 3 tháng đâu nha. Không dưới giá 3 tháng đúng chuẩn đồ đó, không dưới giá 3 tháng đâu. Đó em dọn con này cũng gần 3 tháng anh em. À, săn đồ nó rất là cực luôn. Nội cặp bẩn nó không làm đặt gần một tháng mới về tới Việt Nam. Đó. Anh em nào mà mình đang thích sưu tầm một cái chiếc xe rim Thái, hồ sơ cầm tay, giấy tờ sang tên hợp lệ hết nha, thì anh em có thể liên hệ. Chứ còn nói mà rim Thái này bữa nay chưa xăng 2 tỷ gớm không nổi nha anh em. Ở Cần Thơ Tiến Ngọc Bích đang giao là giá 2 tỷ gớm không nổi luôn á. À, xe này thuộc diện đáng sưu tầm nha các bạn. Còn nói thẳng ra nếu như mà em mà không phải là dân mua bán xe, gặp được chiếc xe này là em để, chắc em để làm của luôn anh em.
đâu trên trời rơi xuống đâu khó, một chiếc xe anh em ta dọn sẵn thì chia lại cho mình, nó quá đã luôn em. À, em rất là mê, nhưng mà với góc độ mình là người mua bán, nói chung là mua bán là phải có lời ha, nhưng mà mình bán là trên người thật việc thật nha này. Xe mình dọn rồi thì mình mua lại mình bán, chứ mình không có chơi cái hệ mà mình mua xe người ta dọn người ta bao đồ mình thì mình không thể nào tin tưởng người ta được. Ngay cả em nói anh em nè, mình mua bán trên mạng á, em uy tín đến mức độ là như 7 năm nay ha, em đã cố gắng hình thành cái uy tín của em trên thị trường xe cộ, đặc biệt là dòng xe phu trời. Nhưng mà ở đây khi mà Thăng giao về cho anh em, mà Thăng còn làm thêm một cái danh sách dọn xe nữa, thì anh em cũng hiểu rồi ha, mình dựa trên cái sự sự thực tế hơn các bạn ha. Mình dọn chiếc xe, mình liệt kê danh sách dọn như thế nào, đồ dọn ra sao, để cho khách người ta có thể người ta ngẫm lại ha, người ta có thể thì người ta cân nhắc giữa cái chuyện mua xe về tự dọn hay là mua xe của em. Chứ không thể nào mà mình báo phỏng phỏng nữa bạn ha. Xe của mình là mình cam kết dựa trên hợp đồng, thậm chí bảo hành thì Thăng còn làm thêm một cái hợp đồng bảo hành cho anh em nữa mà, đúng không? À, mặc dù là mình làm ăn ok uy tín ha, tất cả anh em chơi xe thì anh em cũng biết rồi. À, xe của em cung cấp ra thị trường như thế nào và cái cách phục vụ của em ra sao ha. Nhưng mà ở đây Thăng muốn rõ ràng với anh em luôn, riêng chiếc xe này Thăng cũng sẽ cam kết bảo hành cho anh em 1 năm nha. Đó, các bạn nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình nha, 0345678145, mình sẽ để trên phần mô tả nha bạn. Rồi, chúc anh em mình có những phút giây chơi xe thật là vui vẻ nha. Rồi, Thăng chào anh em. Thông tin chiếc xe này là rim Thái, dọn xe thùng nha. Xe này thì hồ sơ đang gúp và cầm tay cho anh em về ra tên bán biển mới nha. Bạn nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp với Thăng. Rồi, Thăng cảm ơn anh em. Chào tất cả các bạn nha. Anh em nào mà khoái đam mê xe thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký nha anh em, trước khi thoát clip. Rồi, bye bye anh em.